Chào các bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học Python bằng cái công cụ thằng Colab của Google. Ok, thì ở bài hôm nay thì đây là cái, xin giới thiệu qua một chút, thì đây là cái app để học các ngôn ngữ lập trình, nó khá là nhiều ngôn ngữ. Thì link tải app mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nhá. Thì như các bạn đã biết ấy, thì khi mà các bạn code một cái file code khoảng tầm vài nghìn dòng chẳng hạn đấy, thì chắc chắn các bạn không bao giờ có chuyện nhớ được. Alo, sorry, mình tem mic một chút. Các bạn sẽ không giờ có chuyện nhớ được là nó sẽ đã, cái dòng code thứ 669 nó sẽ để làm gì. Thì nên là các cái ngôn ngữ lập trình luôn sinh ra một cái nó gọi là comment đấy. Comment ở trên Facebook thì nó gọi là bình luận, nhưng còn comment ở trong trong lập trình thì nó gọi sẽ gọi là chú thích đấy. Thì để viết được một cái dòng comment ở trong Python đấy, thì các bạn sẽ làm nào? Ok, thì mình sẽ đi vào bài chính. Ở đây mình sẽ thêm cho một văn bản đi, bài 6 không? Bài này mình sẽ đặt là bài 6 đấy, bài 6 comment comment ở chết, sorry, comment bảo sao nhìn thấy cái sai sai comment đó. Ok, rồi mình sẽ thêm một đoạn mã nữa. Ok, ở đây thì đầu tiên nhá, đơn giản thôi. Đầu tiên thì đơn giản thì mình sẽ có một cái dòng lệnh là print t đấy. Print t, nhớ ra là hiển thị ra một cái chuỗi, đó là chuỗi 22 mùng 9 tháng 10 đấy, năm 1997 đấy. Đấy, bây giờ mình muốn com mình khi mình sẽ bấm Ctrl Enter để mình chạy. Ồ, đợi các bạn đợi chút nhá, lần đầu tiên build chắc chắn nó sẽ lâu. Rồi đấy, nó sẽ hiển thị ra dòng chỗ này. Thì đây là dòng code của mình đấy. Thì lúc nào nếu như mà hiển thị ra như này, các bạn sẽ không biết cái ý nghĩa của nó là gì, đúng không? Đấy, không biết các ý nghĩa của nó là gì. Thí vị ví dụ như comment một dòng chẳng hạn, một dòng chỉ có một dòng thì anh gõ thằng đó, thằng sau đó tiếp theo là các bạn viết cái gì ở đây thì viết, thì khi chạy code ấy thì những cái dòng comment này nó sẽ được, không được, chương trình nó sẽ bỏ qua, nó sẽ không tính, nó sẽ không thực thi. Đấy, ví dụ đây cái ngày này là ngày sinh nhật người yêu cũ. Đấy, đây là ngày sinh nhật người yêu cũ của mình, ngày sinh nhật người yêu cũ, ngày sinh nhật người yêu cũ. Đây, thực chất là cái hồi hồi lúc còn yêu nhau thì cái việc nhớ ngày sinh của nhau là cái bắt buộc rồi, không không nhớ không được đâu. Rồi đấy, tiếp đến thì mình sẽ bấm run này, đấy, xem được cái gì này. Đấy, nó sẽ bỏ qua cái dòng này, đấy, nó sẽ bỏ qua đấy, và trong vòng một ngày đẹp trời đấy mình mở cái file ra, mình phát hiện ra bảo, ồ, ngày sinh nhật người yêu cũ mình là ngày 9 tháng 10 năm 1997 đấy. Ok, đó thì đấy là comment một dòng đó, các bạn hoàn toàn có thể xem app ở trong này đấy, nó có đầy đủ, rất là đầy đủ luôn đấy. Đấy, tiếp theo nữa là phần comment nhiều dòng đấy. Comment nhiều dòng thì phải làm như thế nào đấy, comment nhiều dòng ví dụ như ở đây mình sẽ print t này. Đấy, print t ăn chuối, print t ăn sẽ chua, ăn sẽ chua đấy. Đấy, hai dòng này mình sẽ viết thành cái ở trên hai dòng này mình sẽ viết ra một cái comment nhiều dòng đấy, để giải thích hai cái dòng này đó. Thì các bạn cho mình ba cái dấu nháy đó, ba cái dấu nháy 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 đấy. Thì tất cả các cái đoạn code nào mà các bạn viết trong này, tất cả các dòng mà các bạn viết trong này nó sẽ đều tính ra một comment đấy. Ví dụ mình ghi đây là dòng đầu tiên, dòng đầu là sở thích của mình,
Đấy, sở thích của mình thích ăn chuối chẳng hạn đó của mình. Đấy, tiếp theo dòng thứ hai, dòng thứ hai là sở trường của mình đấy. Ok, đơn giản thôi, sở trường mình chắc chắn không phải là ăn sữa chua rồi đấy. Rồi sau đấy khi mà bật băng thì sao? Đấy thì nó sẽ hiển thị ra. Hiển thị ra nó chỉ chạy thực thi đúng 3 dòng code green thôi, còn đâu những cái dòng comment sẽ bỏ qua. Ok. Đấy, nó chính là cái comment ở trong Python đó. Các bạn hoàn toàn thì các bạn đọc ở trên này. Đấy, ok. Video của mình xin được dừng lại đây. Chào bạn.